Madam Mết Bình Như xin kính chào quý cô chú quý anh chị. Con chào mấy cô. Đoàn mình ở đâu cô? Bình Dương. Dạ Bình Dương. Bình Dương mà ở Hủ Dầu Một hả đâu chú? Phú Hòa. À Phú Hòa ha. Phú Dầu Một. Ngày lên thăm má ông già bà già vậy. Dạ cũng cận này chú. À, mình ghé đây là viếng mộ chú luôn ha. Muốn ghé lâu rồi mà không có điều kiện, bữa nay có điều kiện thì ghé. Dạ. Cho anh năm. Hôm đó thì đông. Dạ. Đông quá nên ngại hả chú? Không phải ngại mà điều vô không có được. Vô không được. Lớn tuổi lắng không lẽ giờ lắng vô thì hãng kỳ. Dạ. Nên thôi để hồi nào mình lên mình cảm thấy nó đúng dịp mà kiểu nó thoải mái. Thoải mái. Thấp nó nhẹ hơn. Dạ. Hôm đó làm gì vô được đứng dậy. Tự lo cắm xong mới kia là về cực lắm. Dạ. Nghe thì nói chung là cũng yêu mến là Vũ Linh dữ lắm. Nhưng mà do cái điều kiện mình, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó lúc đó thì mình lớn tuổi rồi không có chen lắng được. Dạ. Nên để lúc nào mình cảm thấy nó thích hợp, nó rộng rãi như vậy mình tâm sự nhau thì nó thoải mái hơn. Dạ. Chú coi chú cũng hên á, tại hôm qua mà chưa có cái máy này á, máy nắng lắm. Mới che chuyện qua chú. Cái này là che lâu đúng không? Che lâu rồi. Nếu mà chú đi hồi hôm qua ha, sớm á, buổi sáng qua là chú chưa có cái máy chưa này. Máy đâu. Vậy là cũng vừa hên ha. Dạ. Hên đủ thứ. Dạ. Hên được mát rồi, hên được thoải mái tâm sự với lại. Dạ. Dạ. Với lại thắp nhang cho Vũ Linh á, kiểu mình nó thoải mái nha. Thoải mái. Nó không có đẹp nhất luôn. Tấm này đẹp nhất đúng không cô? Đẹp ghê. Dạ. Cô ở nhà cho tôi hay mở mạng cho tôi á. Dạ. Mới tặng cái này với cái này nè đúng không? Dạ đúng rồi. Coi vài tặng giờ già lớn tuổi mà. Dạ. Rồi đi không có được. Mình đông quá chịu không nổi. Dạ mình ở nhà coi đi cô, tụi con ghi hình đây suốt à. Dạ. Coi hoài hôm qua là cô thấy giống như là cái ghi hình này nè. Dạ. Cô chị nào nước ngoài đó. À nhà tài trợ. Dạ, nói chung là mạnh thường quân ta tài trợ. Chú nè, dạ cũng bắt cô riết. Dạ. Còn cô cũng trưa cái tấm này cũng mới nè cô, tấm này hôm 49 ngày. Dạ. Nhưng mà mã mấy chừng nào sai. Mã người ta đang làm cái mão á cô chú. Mà đục đáo hoa cương á cho nên nó chi tiết nó lâu lắm, chứ không phải như mấy cái mã thường. Mã thường thì nhanh rồi. Dạ. À, như cái mão mà cậu đội đó, ta làm y chang gì đó, đẹp lắm, cho nên nó phải chi tiết, tại trên đá mà đục đâu có được nhanh được. Bởi ai cũng nói sao mổ cậu làm lâu quá, thì nói chung là mình biết thì làm theo gia đình. Dạ đúng rồi. Mấy cái dạ, tại vì biệt danh của cậu Năm là ông Hoàng Hồ Quảng mà, dạ. Cho nên là phải có sự khác biệt. Mình cũng phải nói là cho người ta thời gian để ta làm cho nó đẹp, nó chính xác. Chứ mà nhanh quá là hư bột hư đường hết. Công nhận ổng hồi còn trẻ ăn kịp tay. Dạ, tấm nào cũng đẹp đúng không chú? Tấm nào từng nhất. Như là tài tử rồi, đúng tài tử luôn đúng không chú? Dạ. Ở bên đây cũng có một tấm tuyệt vời lắm chú. Đó chú thấy tấm đó không? Đó. Dạ. Đây mình qua mình xem đi chú. Hôm trước còn một tấm nữa đẹp lắm mà biết sao không? Trời ơi người ta hâm mộ quá, người ta chạy vô người ta lấy một tấm người ta chạy vô luôn. Không biết cô có coi cái tấm đó không? Dạ cái tấm đó đẹp nhất luôn. Dạ vô cái gỡ cái tấm nè, rồi hai người hả kéo một mạch chạy ra tấm ngoài kia là không ai dí theo kịp luôn. Thôi bây giờ ngưỡng mộ quá thì chịu thôi chứ giờ sao giờ. Dạ hồi đầu thấy có ông bà nè ba chôm cái tấm ở ngoài đường. Đúng rồi đó. Con là lúc đầu á giờ đam mê quá rồi, bây giờ không có xin sỏi hết, bây giờ thôi tới xin luôn tấm hình. Tấm đó đẹp lắm chú. Dạ. Số dạ. Đẹp lắm mà bây giờ mắc hết vài tấm rồi. Dạ. Rồi nay nữa, coi hở một bầy nay hả? Cái chục con bây giờ còn có hai con à. Dạ. Bây giờ còn có hai con à. Một bầy nay luôn. Tụi con ở đây ghi hình suốt con biết cái mắt cái gì là tụi con biết hết trơn à. Lư Động nè cô, Lư bên đây cô. Đó,
lư đồng thì camera ta gọi nên không ai dám lấy thôi chứ gì hết. Lư này giá trị lắm. Dạ. Cái cô này ở Tân Nguyên Bình Dương tặng cái lư đồng. Rồi cái bình này cũng giá trị lắm mà cô. Của một cô ở quận 6. Rồi biết sao không cô? Hổng á. Cái này nè, cái chục cây một bên là cái chục cây mà giờ còn có mấy cây à? Người ta xin lọc. Dạ. Trời ơi, tôi nói lọc cậu năm mà thấy cái gì đẹp là xinh. Nhưng mà cũng đâu có ai trách được đâu cô. Dạ. Bữa là coi thằng 49 ngày nè. Cái tràng hoa này cũng 49 ngày thôi cô. Tràng này mười mấy 20 triệu một tràng này đó. Cái tràng hoa này là đắt giá lắm đó cô. Một bông nó là 70-80 ngàn một bông á. Hôm đó đẹp lắm mà bây giờ biết sao không cô, hổm nay là gần cả tuần lễ rồi. Nó cũng hoa này là hoa cúc mẫu đơn. À, cái lan này cũng giá trị đó rồi cô. Một nhánh lan này là mấy trăm ngàn nè. Dạ, cái bình đó là như của chị Hồng Ngọc ở Châu Đốc á. Đó cô, cái bình trắng nè. À, chị Hồng Ngọc á làm và nó là một cái nhà tài trợ với nó rất là lớn ở đây nha. Nhiều lắm á chú. Chú thấy làm YouTube vậy con biết tại sao Vũ Linh trong đây à? Dạ. Tại sao Vũ Linh trong đây à? Tại sao trong đây hay chưa? À, thì thứ nhất á là gần những cái ngôi mộ những cái nghệ sĩ khác. À, là khi mà người ta viếng cậu Năm á thì những cái nghệ sĩ khác họ cũng gọi là viếng luôn. Đó, ý là mình nhiều khi này, cho chú hỏi lại con tắt cái nữa con nói nghe chỗ này cái nữa coi. Dạ. Tại sao thành cái gọi Vũ Linh trong đây con biết không? Theo con nghĩ là cái duyên thôi chú. Không phải vậy. Chứ cho con biết. Chú có thể cho con biết được không? Đây mà không biết lên là YouTube mà không biết. Dạ. Đây là được mời trong. Được mời. Được mời hả chú? Tiền. Dạ. Khỏi tốn tiền. Hai người này được mời. Chứ không con nghĩ là tốn không phải tốn rồi chú. Không phải. Cái này là được mà. Là được mời hả chú? Chính xác không chú? Dạ. Thôi con cảm ơn chú đã chia sẻ. Dạ. À, nói chung là cũng cái con nghĩ thì cũng đúng. Dạ thì cậu Năm Vũ Linh phải nói là một người là nổi tiếng quá rồi. Là năm này là anh làm từ thiện. Dạ. Mà con nói chú nè là tất cả người dân Việt Nam đều yêu mến hết. Không phải là chỉ người miền Tây hay là người miền Đông mà thậm chí người miền Bắc. Hồi sáng này có cái chị ở là Ninh Bình á, chị vào đây chị nói là cả gia đình chị là ai cũng yêu mến cải lương mà yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh nữa chứ không phải là cải lương không. Dạ. À, con tưởng là ngoài miền Bắc họ chỉ nghe những cái gọi là cái gì ta chèo đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái xứ sở chèo của ta rồi. Nhưng mà đam mê cải lương phải đó là một cái gọi là lạ đúng không chú? Nói chung là cái nôi cải lương của mình là miền Tây Nam Bộ. Miền Tây Nam Bộ là nhiều đa số. Nhưng mà ở này là miền Bắc và họ vẫn yêu hết nha. Dạ. Phải nói là rất là đặc biệt. Chú ghé mộ cậu mấy lần rồi chú? Ghé mới có lần. Tại vì ông già đó cũng chung đây. Rồi cứ lên thăm ghé lần mà đông hết. Không có ai vô được. Mình không có vô được. Không có chỗ để xe, không có vô được. Thành ra nay mới ghé này. Dạ. Chú ở đây nè. Chú Tám nhà chú gần đây. Chú trung dân đây. Dạ. Chú mê cải lương không? Nói gì nữa. Chú thương với chú Năm này. Dạ, xem chú Năm nha, xem tới hư mấy cái truyền hình luôn rồi. Sao mời lắm rồi. Mời lắm rồi chú. Dạ. Dạ. Luôn á, xem tivi mà hư mấy cái luôn hả? Đó, đó cả hay lắm rồi, đó mời lắm. Rồi đó trắng đen rồi sao lên màu đồ đó. Dạ. Còn là người em. Trời ơi. Anh có người em con... tên gì á, Vũ Linh. Dạ, con nói chú là năm 91 là năm cậu Năm Vũ Linh nổi tiếng á, là lúc đó con mới cái sinh ra hà. Mới có sinh ra mà bây giờ là con ba mấy rồi. Đó phải nói là nổi tiếng rất là lâu. Thì là lần đầu tiên con đang tới thì cô thấy mộ cậu Năm như thế nào? Sao vậy đi về nha. Dạ. Thôi con chào cô chú rất là nhiều. Chúc cho cô chú nhiều sức khỏe nha. Quá tuyệt vời luôn. Chú ơi, chắc có lẽ là mà nó có sao thì coi TV coi cậu Năm với anh mà hình mấy cái là chắc có
mời lắm. Dạ. Ai cũng mời đúng không cô? Dạ, ai cũng mời cộng năm Vũ Linh đó. Dạ. Mình đi hai xe hả cô? Dạ. Dạ, đúng rồi cô, có ở đây cả ngày lắm. Dạ. Rồi tạm biệt cô chú nha. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Phải nói là đoàn của cô thì đi hai xe ha, một xe màu đen ở dưới, một xe màu trắng ở dưới kia. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video. Nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.